ví của anh đâu không vậy? Sao ơi? Anh có cái hẹn mà bây giờ không biết là anh quăng cái ví đâu mất tiêu. Đi kiếm tiếp anh còn ngồi đó chi? Thôi không kiếm đâu, hôm nay làm bài mà. Nhỏ này, anh cho 12 xị. Em không dễ bị mua chuộc như vậy đâu. Bận thiệt. 5 xị. Mất ví xui lắm. Kiếm thôi. Đi lẹ đi con. Chỉ còn phòng mày là chưa kiếm thôi. Phòng em làm gì có. Hay khỏi kiếm đi. Thì cứ kiếm đi. Không có thì thôi. Tao biết ngay mà. Giấu ví của anh. Mày bị điếc hả? Sao vậy Căng? Mày hết tiền thì nói. Anh cho. Sao lại đi ăn cắp? Tại sao? Mày biết tại mày mà tao trễ giờ không? Mày có biết nghĩ không? Mày có biết nghĩ không? Anh hứa gì hôm qua với má? Nè con ơi, ngày mai 8 tháng 3 con có bận gì không? Ở nhà ăn cơm nha. Dạ. Ừ. Kiên. À, tối mai 6 giờ con mặc nha. Rồi. Rồi, 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 ok. Nhà ăn cơm mà ăn mặc đẹp dữ ha. Bữa nay má làm mấy món ruột chai đứa tụi bay luôn. Má khỏi nấu đi. Hai hứa hôm nay ăn cơm nhà, nhưng mà có nhớ gì đâu. Dạ má, con lỡ hứa với bạn. Thôi con có công chuyện với bạn thì cứ đi đi. Nhà mình ngày nào ăn là chẳng được. Má. Con, anh có công chuyện mà. Vô đi phụ má nè. Hai chị giỏi hứa thôi. Việc con giỏi nhất có lẽ là hứa. Con hứa sẽ học giỏi hơn. Nhưng con đã không làm được. Con xem lại đi, con đáng là học sinh không? Con cũng chẳng làm cho mẹ được tự hào. Là hành hung đó. Chị ơi, xin chị bình tĩnh lại ạ. Đuổi học con nhẹ, tôi kiện ra tòa. Đúng rồi, ăn xong rồi giúp má dọn nhà nha con. Dạ, chút làm liền má. Con hứa sẽ giúp mẹ, rồi lại cố tình quên đi. Con cũng thất hứa với mẹ những bữa cơm nhà. Lời hứa khó giữ nhất, đôi khi lại là lời hứa với mẹ.
Một ngày bất giác nhận ra khi mình trưởng thành chính là lúc mẹ già đi. Đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu nuối tiếc vì những lời hứa không còn thực hiện được nữa. Hãy luôn dành những giây phút hạnh phúc bên mẹ và giữ lời hứa với mẹ khi còn có thể. Cái lời hứa mà thường không thực hiện được nhiều nhất với mẹ đó chính là những lúc đi với bạn bè hay là đối tác, nói chung là đi vào giờ ban đêm, thì mẹ rất là lo và mẹ điện thoại bảo là kêu về liền. Thì lúc đó cũng dạ rồi con về liền đó, nhưng mà chưa bao giờ là đa phần luôn là không bao giờ về liền hết. Nhưng mà có một cái điều rất là vui, đó là vào cái đêm giao thừa thì buồn ngủ cỡ nào cũng vậy, cứ hai mẹ con đợi đến 12 giờ đêm tới lúc mà giao thừa để làm cái gì? Mẹ nấu chén chè đậu xanh hai mẹ con ăn. Thì Phát nghĩ khi mà sau này cho dù Phát đi tới đâu và Phát bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, khi mà nhắc tới mẹ mình thì Phát cũng nhớ chén chè đậu xanh đó.